Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập lịch sử lớp 4 trang 34-35 bài 20. Ôn tập. Câu số 1. Em hãy nói các địa danh là kinh đô ở cột A với các triều đại ở cột B sao cho đúng. Như vậy ở bài tập số 1 này các em sẽ nói các địa danh là kinh đô ở cột A với các triều đại ở cột B. Thì ở cột A có các kinh đô như Hoa Lư, Cổ Loa và Thăng Long. Và ở cột B, triều đại, nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê, nhà Ngô, nhà Đinh, nhà Tiền Lê. Như vậy thì các em sẽ nói hai địa danh này với nhau để cho đúng. Như vậy, đầu tiên Hoa Lư. Hoa Lư là kinh đô của triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê. Như vậy thì các em sẽ nói Hoa Lư với nhà Đinh, nhà Tiền Lê. Còn Cổ Loa, kinh đô Cổ Loa là của triều đại nhà Hậu Lê, nhà Ngô. Rồi Thăng Long là kinh đô của triều đại nhà Lý, nhà Trần. Như vậy các em sẽ nói như sau. Hoa Lư, kinh đô Hoa Lư, triều đại nhà Đinh, Tiền Lê. Rồi Cổ Loa, kinh đô Cổ Loa, triều đại nhà Hậu Lê, nhà Ngô. Rồi Thăng Long thuộc triều đại nhà Lý, nhà Trần. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, hãy hoàn thành bảng sau. Triều đại nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, sự kiện tiêu biểu. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Nhà Lý, đạo Phật rất phát triển. Nhà Trần, cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Nhà Hậu Lê, giáo dục, văn học và khoa học rất phát triển. Như vậy thì ở câu số 2 này chúng ta sẽ bổ sung hoàn thành những cái sự kiện tiêu biểu ở các triều đại vào bảng sau. Thì ở đây đầu tiên là triều đại nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê thì có sự kiện tiêu biểu đó là Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Rồi tiếp theo nữa là Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938. Rồi đến là Lê Hoàng chống quân Tống xâm lược năm 981. Rồi tiếp theo nhà Lý. Nhà Lý thì đạo Phật rất phát triển. Rồi nhà Lý dời đô ra Thăng Long. Rồi nhà Lý kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 2 năm 1075-1077. Rồi tiếp theo là nhà Trần. Nhà Trần thì cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Thì ở đây người ta cho sự kiện ở đây là cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Thì ngoài ra còn có là sự kiện Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh và nhà Trần thành lập năm 1266. Rồi tiếp theo nữa đó là nhà Trần quan tâm đến phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước. Rồi tiếp theo nhà Hậu Lê. Nhà Hậu Lê thì bộ máy hành chính nhà nước tập trung cao độ từ thời vua Lê Thánh Tông và giáo dục, khoa học, văn học rất là phát triển. Như vậy các em sẽ trả lời là sự kiện tiêu biểu triều đại nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, Lê Hoàng chống quân Tống xâm lược năm 981. Nhà Lý, sự kiện tiêu biểu nhà Lý dời đô ra Thăng Long, đạo Phật rất phát triển, nhiều ngôi chùa được xây dựng, nhà Lý kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 2 năm 1075-1077.
Rồi tiếp theo nhà Trần. Sự kiện tiêu biểu Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, nhà Trần thành lập năm 1266. Nhà Trần quan tâm đến phát triển nông nghiệp và phòng thủ đất nước. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên. Tiếp theo nhà Hậu Lê. Thì bộ máy hành chính nhà nước được tập trung cao độ từ thời vua Lê Thánh Tông, giáo dục, văn học và khoa học rất phát triển. Rồi tiếp theo là câu số 3, em hãy viết một đoạn văn ngắn về một trong những trận đánh hoặc là nhân vật tiêu biểu đà học mà em thích. Như vậy thì câu số 3 này các em hãy liên hệ bản thân mình để mà chúng ta viết về những trận đánh hoặc là những cái nhân vật tiêu biểu nào mà các em thích, thì các em sẽ viết lại một đoạn văn ngắn để nói về những trận đánh hoặc là những nhân vật mà em chọn. Thì ở đây cô ví dụ nhân vật Trần Hưng Đạo. Nhân vật tiêu biểu Trần Hưng Đạo. Trần Hưng Đạo có tên thật là Trần Quốc Tuấn, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu, cháu vua Trần Thái Tông, quê làng Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam, Ninh, nay thuộc tỉnh Nam Định. Ngài thông minh, đỉnh ngộ, văn võ song toàn, chí biết dẹp thù nhà, thân biết đoàn kết anh em dòng họ cùng lo toan việc nước. Ngài vốn có tài quân sự, lại là tôn thất nhà Trần, do đó trong cả ba lần quân Nguyên Mông tấn công Đại Việt, ông đều được vua Trần cử làm tướng chống trận. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần 2 và lần 3, ông được vua Trần Nhân Tông phong làm tiết chế các đạo quân thủy bộ, tổng tư lệnh quân đội. Dưới tài lãnh đạo của ông, quân dân Đại Việt chiến thắng ở Chương Dương, Hàm Tử, Vạn Kiếp, Bạch Đằng, đuổi giặc ra khỏi nước. Vì thế, ngài được phong tước Hưng Đạo Vương. Ngài mất vào ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý năm 1300. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập lịch sử lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.